Trong video này thì trên kho tư liệu xây dựng xin giới thiệu đến quý vị một cái căn nhà ở khu du lịch, căn nhà màu tím, sơn hoàn toàn màu tím, mái màu tím và trong nhà các nội thất cũng thường là màu tím luôn. Đây đang quay toàn cảnh bên ngoài của cái căn nhà để quý vị thấy được ở bên ngoài nó như thế nào. Sau đó tôi sẽ đi vào bên trong quay chi tiết nội thất của căn nhà màu tím này. Mái ngói màu tím, rồi đây là tôn lợp sóng giả ngói màu tím, vách tường ngoài sơn màu tím. Sơn hoàn toàn màu tím hết, quý vị thấy không? Sơn hoàn toàn màu tím, sơn màu tím. Đây, đây là cái dòng chữ căn nhà màu tím của căn nhà. Ở bên ngoài cũng trồng rất nhiều là hoa, nhưng hoa cũng là màu tím luôn, hoa dây leo màu tím. Đây là hoa tím ngũ sắc, giống hoa ngũ sắc màu tím. Đây hoa bằng lăng tím. Sau đây tôi sẽ đi vào bên trong để quay cái nội thất ở phía trong của cái căn nhà này. Ở bên trong thì cũng đơn giản thôi, để tạo những cái tiểu cảnh cho du khách đến chụp hình. Rèm riết rồi, rèm màu tím, những cái đèn cũng màu tím, là đèn trang trí. Đã có cái giường để du khách ngồi lên chụp hình để trang trí. Cái quạt trần cũng được sơn màu tím luôn. Đèn chùm hình cầu long. Khu này nó chụp hình thì tạo rất là nhiều cái kiểu cảnh để phục vụ du khách đến chụp hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về căn nhà màu tím, toàn bộ nội thất cũng như là màu sắc căn nhà, cảnh quan xung quanh màu tím. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bạn đang lo lắng trước tình trạng rau bẩn, rau kém chất lượng hiện nay? Bạn đang muốn tìm giải pháp trồng rau sạch tại nhà? Vậy thì hãy đến với giải pháp từ công ty Ăn Sạch Uống Sạch ngay hôm nay. Công ty Ăn Sạch Uống Sạch cung cấp trọn gói các dịch vụ từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến chăm sóc vườn rau trọn gói, đảm bảo cho quý khách hàng có đủ rau sạch sử dụng hàng ngày. Đến với chúng tôi, bạn sẽ không cần phải bận tâm lo nghĩ, bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết sẽ tư vấn và mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, tiện ích, thẩm mỹ, dịch vụ bảo trì hậu mãi tận tình cùng hàng loạt ưu đãi bất ngờ dành cho những khách hàng đăng ký mới. Ăn Sạch Uống Sạch, kiến tạo khu vườn riêng cho gia đình của bạn. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911 59 49 69 để được tư vấn tận tình.